Thực hiện kế hoạch công tác của tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng, sáng nay ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của tiểu ban văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thường trực tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lê Văn Nừng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nừng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh An Giang trình bày báo cáo của ban thường vụ tỉnh ủy về tình hình, một số kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ đại hội 13, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang cho biết, qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, luôn đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Từ tỉnh thiếu lương thực, đến nay, An Giang đã trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng nông nghiệp, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, tỉnh luôn duy trì, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với nhiều địa phương của nước bạn Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Những năm gần đây, dù gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì, khôi phục và phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chăm lo đồng bào dân tộc và xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. Các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được đặc biệt quan tâm. Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành trung ương để An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Các đồng chí thành viên trong đoàn công tác và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã trao đổi, phân tích, làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu tổng kết buổi khảo sát, làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thường trực tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, như tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển văn hóa xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn công tác đã ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng.